Hello, Trung My xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thứ bảy cuối tuần thì chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ nha. Thì hôm nay mình xin được phép hướng dẫn với tất cả các bạn là về cái vấn đề là ví dụ như cái máy tính của chúng ta, cái máy tính laptop hoặc là cái máy tính để bàn á, mà trường hợp chúng ta cài vô tình chúng ta cài những cái phần mềm nó không có cần thiết á, thì chúng ta cần gỡ bỏ ra thì chúng ta làm như thế nào? Thì ví dụ như ở đây mình muốn gỡ bỏ cái phần mềm là Office Reader hoặc là một cái phần mềm mà mình thấy mình sẽ không có nhu cầu sử dụng tới chẳng hạn, thì mình muốn gỡ bỏ nó ra thì làm sao? Thì sẽ có một số bạn thì nó sẽ hơi lúng túng về cái vấn đề này, nhưng để gỡ những cái phần mềm mà không cần thiết trên cái máy của mình đó, thì chúng ta làm như sau nha. Tại vì cái này á các bạn nên gỡ ra nha, tại vì nếu mà các bạn cài quá nhiều trong cái máy tính của mình đó, thì nó không có tốt đâu nha, làm cho máy tính mình nó chậm hơn. Rồi ở đây á, cái tính năng mà để gỡ nó gọi là uninstall or change a program ha. Thì làm sao để vô được trong này thì mình sẽ chỉ với các bạn nha. Cái cách thứ nhất á là các bạn có thể làm như sau: các bạn ấn phím Windows ha, phím Windows là phím này, xong các bạn gọi chữ là Control panel, Control panel, các bạn coi mình thao tác nha, phím Windows sau đó gọi chữ Control panel, phím Windows này gọi chữ Control panel, panel đúng không? Thì các bạn thấy nó hiện cái Control panel lên đây ha. Rồi các bạn chọn vào nó sẽ mở cái Control panel lên. Thì trong cái hệ thống Windows á thì những cái phần là thiết lập á, cài đặt hay là những cái, nói chung là những cái cài đặt cho cái máy tính á, thì nó đều nằm trong cái phần Control panel này nha các bạn. Các bạn sẽ chỉnh sửa, các bạn sẽ thao tác để điều chỉnh cho cái hệ thống máy tính của mình nó nằm trong đây hết nha. Ví dụ như mình muốn gỡ bỏ phần mềm thì mình chọn vô uninstall a program ha, có nghĩa là gỡ bỏ một cái phần mềm nào đó, hoặc là các bạn muốn điều chỉnh về cái âm thanh, những cái vấn đề về âm thanh là các bạn điều chỉnh trong cái phần hardware and sound ha, hoặc là điều chỉnh về cái phần network, có nghĩa là phần mạng á đó, các bạn thấy không? Cái có nghĩa là trong hệ thống Windows nó sẽ điều cái phần mà trung tâm để thiết lập á, là nó nằm trong control panel ha. Rồi mình sẵn đây mình xin giới thiệu, mình xin hướng dẫn cho các bạn một cách nó dễ hơn á, có nghĩa là sau này khi mà các bạn vô control panel á, không cần phải thao tác ấn phím Windows rồi gọi chữ control panel nữa, mà chúng ta khi mà chúng ta cái lần đầu tiên chúng ta ấn phím Windows xong chúng ta gõ cái phím control panel á, cái chữ control panel á, nó hiện cái control panel lên lên thì các bạn click chuột phải lên, xong đó các bạn chọn là bin to taskbar, bin to taskbar ha. Đó, bin to taskbar có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn vừa thao tác á, là ép cái control panel vào cái taskbar. Taskbar là cái thanh công cụ phía bên dưới của cái màn hình máy tính nè, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đó, lúc này nó cái task, cái control panel nó được ép xuống cái taskbar rồi, là sau các bạn muốn mở bạn cần click vô nó là xong ha. Đó, các bạn thấy không? Rồi mình sẽ chọn vô cái phần là uninstall a program ha. Rồi các bạn xem, rồi ở đây á là các bạn sẽ tìm đến những cái phần mềm á mà mình cảm thấy nó không cần thiết á, thì các bạn gỡ bỏ ra nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn gỡ bỏ cái phần mềm là Office Reader đây ha, Office PDF Reader đây ra, mình click chuột lên nó, xong mình chọn chuột phải, mình chọn là uninstall ha. Rồi nó nói á, là bạn có chắc là muốn gỡ bỏ cái phần mềm này không, thì các bạn chọn Yes ha để nó gỡ bỏ. Rồi cái quá trình gỡ bỏ thì nó có thể tiến hành mất khoảng 30 giây tới 1 phút, thì các bạn vui lòng chờ để cái hệ thống máy tính nó tiến hành gỡ bỏ cái phần mềm không mong muốn, mà các bạn không mong muốn nha. Đó, thì nó đã gỡ bỏ thành công cái phần mềm Office Reader rồi ha. Nó nói là bạn có muốn là remove cái reader setting và những cái history, có nghĩa là khi mà mình cài đặt cái phần mềm này vô trong cái máy tính của mình á, thì khi mà mình thao tác á, mình mở phần mềm này lên mình chạy á, thì có một số file cài đặt, một số file tạm, file lưu trữ á, nó sẽ lưu trữ trên cái máy tính của mình luôn. Thì sau khi mình gỡ bỏ phần mềm này á, thì nó hỏi các bạn là có muốn xóa luôn cái dữ liệu hay không, thì các bạn có thể yes hoặc no. Thì ở đây mình chọn yes có nghĩa là mình không không muốn sử dụng cái phần mềm này nữa sau này nữa, thì mình chọn yes luôn, thì những cái vấn đề liên quan tới phần mềm này sẽ được xóa đi. Còn bạn chọn no cũng được, no thì cái phần mềm này vẫn được gỡ bỏ, nhưng mà những cái dữ liệu cũ của phần mềm này á, nó vẫn còn được giữ lại ha. Thì nó bạn có thể hiểu là tương tự cho bạn gỡ những cái phần mềm khác nha, là cái kiểu ví dụ như bạn gỡ cái trình duyệt web á, ROM nè,
khi bạn gỡ cái trình duyệt web ROM á, thì có nghĩa là khi bạn 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 vô ROM để bạn bạn lướt web á, thì bạn thấy á, là thường thường nó hay lưu lại cái lịch sử của lướt web của bạn đúng không? Thì khi mà bạn gỡ cái ROM ra á, mà bạn chọn ở cái bước này, bạn chọn là bạn có muốn remove những cái thông tin liên quan tới ROM không, bạn chọn Z á, là sau này bạn cài đặt lại ROM á, là cái lịch sử trước đó của bạn bạn lướt web là nó không có lưu lại nữa. Còn bạn chọn no á, là những lịch sử đó nó vẫn còn giữ lại. Thì bạn cài cái phiên bản ROM mới vô, bạn cài cái trình duyệt ROM mới vô á, thì nó vẫn còn nguyên, nó có thể hiểu là vậy á. Thì ở đây mình sẽ chọn Z, tại vì mình không mong muốn sử dụng cái phần mềm File System Reader này nữa, mình chọn Z ha. Rồi nó kêu là đã được gỡ thành công rồi đó các bạn ha, File System Reader đã được gỡ thành công rồi, bạn ok. Thì ở đây bạn thấy nó sẽ xóa cái phần mềm này đi. Bây giờ mình refresh lại ha, refresh lại đó, bạn thấy không, cái File System Reader nó đã được gỡ bỏ khỏi cái phần mềm này rồi, khỏi cái máy tính của mình rồi ha. Rồi thì ở đây á, tại tại vì á có một số bạn á là có thể là sẽ không biết đường vô cái control panel, nhưng mà cái cách lúc nãy mình chỉ là ấn phím Windows gõ chữ control panel đúng không, control panel đó, thì các bạn vô ha. Còn trường hợp á mà các bạn bí lắm mà các bạn không có kiếm ra được cái cách này là chắc chắn vô được nha, ha, vô được control panel nha. Còn ví dụ như các bạn mà bí lắm á, mình không biết đường nào để mình vô cái control panel á, thì các bạn chỉ cần đơn giản như sau, thì mình sẽ kiểm tra xem cái hệ điều hành máy tính của mình á, nó là cái hệ điều hành Windows gì ha. Đầu tiên mình coi cái hệ điều hành Windows của máy tính của mình, thì các bạn cũng ấn phím Windows giống như thế này nè, đó, bạn ấn phím Windows, xong ấn phím D X D D I A G, các bạn thấy không? D X D I A G nó ra cái màn hình này, bạn chọn vô cái ứng dụng là D X D I A G này ha, chọn vô. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy được á là cái hệ điều hành máy tính của mình là hệ điều hành, là ví dụ như đây á nè, trong cái phần system á nó sẽ thể hiện là cái hệ điều hành đây là Windows 10, Windows 10 64 bit, các bạn thấy không? Nó thể hiện Windows 10 đúng không? Thì các bạn chỉ cần, ví dụ như mình bí lắm á, thì mình chỉ cần lên mình hỏi Google thôi, ví dụ như làm thế nào để cách mở control panel trong Windows 10, rồi mình sẽ bấm vô đây mình coi thử nó mở lên sao thôi ha. Đó là cái cách bí lắm nha, nhưng mà hầu như là không cần thiết ha, thì mình chỉ thêm thôi. Khi nào mình cần thì mình chỉ cần ấn phím là Windows rồi gõ chữ control panel đó, thấy không, nó hiện lên liền, thấy không? Rồi các bạn add nó vô cái phần mà taskbar của mình, cái thanh taskbar phía dưới đây nè, thì sau này các bạn cần thì các bạn chỉ cần mở lại nó ra là và dùng thôi ha. Đây nó nằm dưới đây đó, các bạn thấy không, bấm là nó ra liền, thấy chưa? Đó là cái thanh taskbar dưới đây ha. Rồi ok, các bạn vui lòng chia sẻ cái hướng dẫn này tới người thân bạn bè của mình, để ví dụ như ai khi có cần thiết thì có thể sử dụng ngay mà không cần phải tìm đến nha. Mỗi ngày chúng ta sẽ học được thêm một kiến thức mới, và chúng ta sẽ tích góp nó sau này, nó sẽ áp dụng cho công việc của các bạn rất là nhiều. Ví dụ như các bạn đi làm văn phòng, các bạn lên công ty các bạn làm, thì thật sự trong mỗi công ty nó đều có nhân viên IT đó, nhưng mà họ chỉ xử lý những vấn đề nó thật nó cần thiết thôi. Còn ví dụ như những vấn đề đơn giản như vậy thì bạn vẫn có thể tự làm được, mặc dù bạn có thể nhờ IT họ làm cho bạn. Nhưng bạn cứ thử thử tưởng tượng, ví dụ như một buổi sáng bạn làm việc 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà ví dụ như bạn chỉ cần nhờ IT, có nghĩa là khi bạn yêu cầu IT làm thì họ sẽ không thể thực hiện làm ngay cho các bạn, mà họ phải chờ, có nghĩa là chờ sắp xếp công việc á, thì do đó có thể mất 1 2 tiếng mà họ mới xử lý xong cái vấn đề cái máy tính cho bạn. Nên thành ra nếu mà bạn biết càng nhiều thông tin về máy tính thì càng tốt. Có thể là cái đây bạn chỉ mất 5 phút để bạn xử lý thôi, nhưng mà nếu bạn để IT họ giải quyết nó tới 1 2 tiếng lận ha. Rồi ok, các bạn vui lòng chia sẻ cái thông tin này với người thân bạn bè của mình nha. Các bạn nếu có cái bất kỳ câu hỏi gì thì vui lòng comment bên dưới để mình hướng dẫn các bạn nha. Rồi các bạn đăng ký kênh bên dưới để nhận được những cái hướng dẫn nó tiện ích cũng như là nó rất là hữu ích để gửi tới tất cả các bạn ngay nha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. À.